Vào ngày 5 tháng 7 vừa qua, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc ở tỉnh Hồ Nam, có tên là hồ Động Đình, đã bị vỡ đê. Động đê bị vỡ ban đầu chỉ có 10 mét, sau đó đã nhanh chóng mở rộng hơn 200 mét chỉ sau một đêm. Động bị vỡ nằm trên bờ kè dài 14,3 km, được xem là tuyến phòng thủ thứ hai, cách bờ đê bị vỡ khoảng 2 cây số. Sự việc này đã khiến hàng ngàn người dân phải sơ tán. Vào lúc này, ông Tập thì đang có chuyến công du, nhưng vẫn chỉ đạo từ xa. Hàng ngàn nhân viên cứu hộ được triệu tập. Ngay cả chính những người dân Trung Quốc đã dùng xe tải chở cát lao xuống dòng nước lũ để mong rằng có thể ngăn bớt vụ vỡ đê này. Một khu vực rộng lớn ở vùng hạ lưu đã ngập hoàn toàn trong nước. Thiệt hại ban đầu chưa thể ước tính. Một thông tin thêm là từ ngày 16 tháng 6, tỉnh Hồ Nam đã hứng chịu những trận mưa lớn nhất trong năm, phá vỡ kỷ lục ở một số khu vực. Tuy nhiên, video này không nói về thiệt hại do vụ vỡ đê gây ra, mà video này sẽ mang một hơi hướng thiên về chủ nghĩa duy tâm, trả lời cho câu hỏi liệu rằng vụ vỡ đê này có đã được báo trước. Nào, hãy bắt đầu quay trở lại với năm 2022, một năm hạn hán kéo dài trên toàn thế giới. Một năm sẽ đáng ghi nhớ với những đợt nắng nóng và hạn hán khắc nghiệt từ Ấn Độ, Pakistan đến Mỹ và châu Âu. Trung Quốc cũng là một trong những nước phải chịu ảnh hưởng. Nhiều hồ nước lớn ở Trung Quốc rơi vào tình trạng cạn khô nước, trong đó có cả hồ Động Đình, một hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc. Diện tích bình thường của hồ đã từ 2.820 km vuông và có thể tăng tới hơn 20.000 km vuông vào mùa lũ, thì việc hồ bị cạn khô là một chuyện bất bình thường. Khi đó lộ ra một lòng sông rộng lớn, lộ rõ cả đáy hồ. Lúc này mọi người mới phát hiện ra có một hồ văn rất kỳ lạ. Trong các video và ảnh chụp được từ trên không, chúng ta có thể thấy rõ trong lớp cát vàng ở lòng hồ có một vùng hình chữ nhật màu đỏ nhạt, và ở những chỗ khác nhau trong vùng đó lại có những vùng hình vuông lớn. Bên trong đó có chứa nhiều hồ văn, trông giống như văn tự, cũng có thể giống như một loại ký hiệu nào đó. Mọi cái đều không giống nhau. Bên trong còn có chỗ lồi, còn có chỗ lợm. Nó trông giống như một con dấu, hoặc cũng có thể giống như một mê cung. Vùng chữ nhật này rộng khoảng 1,55 km2, lớn gấp khoảng 2 lần từ Cấm Thành ở Bắc Kinh. Mà bên cạnh khu hình vuông còn rải rác rất nhiều hình vẽ nhỏ. Ở giữa thì lồi lên, hai bên thì lõm xuống. Phải chăng nó trông giống như một dấu chân của người khổng lồ? Vậy những hồ văn này có tác dụng gì? Có người cho rằng đó là tàn tích của một thành phố cổ, có thể đã bị nhấn chìm trong một cơn đại hồng thủy nào đó. Cũng có người nói đó là một quần thể mộ cổ, bên dưới có lẽ chôn cất một gia tộc hiển hách nào đó. Có người giàu trí tưởng tượng hơn thì lại nói rằng lẽ nào đó là một vòng tròn đồng ruộng phiên bản của Trung Quốc, giống như những hình ảnh đã xuất hiện trên cánh đồng của nước Anh. Có phải người ngoài hành tinh đã để lại mật mã cho chúng ta? Và hãy thử nhìn lại cận cảnh nào. Những hồ văn trông rất giống dấu chân khổng lồ. Tuy nhiên thì chính quyền địa phương lại cho biết những địa điểm xuất hiện hồ văn đều nằm gần trung tâm của hồ Động Đình, mà theo các ghi chép lịch sử, khu vực này luôn bị nước bao phủ, cho nên chắc chắn không phải là thành cổ cũng như là quần thể mộ cổ. Chính quyền suy đoán rằng đây có thể là dấu tích do việc xây đập để lại. Chính là trước đây những người ngư dân đã xây dựng con đập nhỏ, lợi dụng thủy triều lên xuống để có thể đánh bắt cá. Sau này khi hồ Động Đình được cải tạo vào 2018, những con đập đã bị đào ra và sau đó đã để lại những dấu tích đào xới này. Nhưng nếu nhìn kỹ thì những hình vẽ này rất có quy cách, những chỗ lồi chỗ lõm cũng rất mịn và chúng rất đều nhau, thực sự không giống như mới được tạo từ những năm gần đây. Trên thực tế thì chính quyền địa phương cũng không hiểu ngọn ngành của sự việc. Việc họ đưa ra quan điểm như vậy cũng là trấn an người dân. Cho đến bây giờ thì lời giải cho những hồ văn này vẫn còn là một bí ẩn. Vậy thì phải chăng sự việc vỡ đê của ngày hôm nay ở hồ Động Đình dường như đã được cảnh báo trước? Tuy nhiên, khả năng con người thì có hạn, không thể nào hiểu được những tín hiệu của thiên nhiên. Và cũng có thể đây chỉ mới là một hành động mở màn cho một chuỗi trừng phạt của mẹ thiên nhiên sắp tới đối với Trung Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung. Chưa dừng lại ở đó, nếu lùi thời gian về thêm vài chục năm nữa thì cũng có một câu chuyện rất ly kỳ liên quan tới hồ Động Đình. Những người dân quanh hồ đã tìm thấy một vật kỳ lạ nhưng không thể giải thích được nguồn gốc của nó. Vật này đã được trục vớt về để nghiên cứu. Hiện tại thì đang đặt dưới chân của tháp Nhạc Dương. Nó chính là một khối sắt đen nhánh, hình dáng giống đuôi én, nặng khoảng mấy tấn. Tuy nhiều năm bị ngâm trong nước nhưng không hề rỉ sét hay ăn mòn. Người dân cho rằng đây chính là bảo vật để trấn giữ thủy quái của hồ Động Đình. Câu chuyện bắt đầu từ tháng 3 của năm đó. Mực nước hồ Động Đình hạ xuống thấp. Một số người dân bản địa đi đánh cá thì đột nhiên phát hiện cách bờ hồ không xa có ba thứ gì đó nổi lên trên mặt nước. Họ tới gần thì phát hiện là ba khối sắt. Những người dân ở đây nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy thứ này. Sau đó họ nhanh chóng liên hệ với nhà bảo tàng. Nhà bảo tàng sau đó đã mời các chuyên gia khảo cổ đến để nghiên cứu. Những người thế hệ trước đã kể về câu chuyện trong ký ức của họ rằng ba khối sắt đó từng xuất hiện vào cuối năm 1930, đúng lúc chiến tranh Kháng Nhật xảy ra. Sau khi Nhật chiếm được Nhạc Dương,
họ cũng thích ba khối sắt này và muốn đem chúng về Nhật Bản. Tuy nhiên, khi họ dùng dây thép để buộc khối sắt và cho tàu kéo lên, thì dây thép lại đứt, còn khối sắt thì vẫn nằm trơ trơ, không hề di chuyển. Sau cuộc chiến tranh kháng Nhật, thì người Mỹ cũng từng cho thuyền chở khối sắt đi, nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc. Ba khối sắt vẫn nằm ở đó. Để nghiên cứu sâu hơn về những khối sắt này, các nhà khảo cổ đã mang hai chiếc cần cẩu hạng nặng, từ từ kéo một trong ba khối vào sát bờ, sau đó trục vớt lên, làm sạch và bảo tồn trong tháp Nhạc Dương. Còn hai khối còn lại vẫn ở yên vị trí. Sau khi đó đạt, họ cho biết đây là một di vật văn hóa thời Đường, dài khoảng 2,7m, rộng 1,8m, được đúc từ sắt nguyên chất, có hình dáng giống chữ X và nặng khoảng 2,7 tấn. Người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi rằng những khối sắt như thế này có tác dụng gì. Các chuyên gia thì đã tìm đọc sách cổ, hy vọng có manh mối nào đó, và họ đã tìm thấy một manh mối trong cuốn Nhạc Dương Phong Thổ Ký của thời Bắc Tống. Có một đoạn nói rằng có mấy khối sắt luyện ở bờ sông, thường gọi là cụm sắt, nặng cả ngàn cân, có một cái lỗ lớn ở giữa, đường kính khoảng 1 xích, nhưng không biết phải làm gì với chúng. Vậy là họ hiểu ra rằng khối sắt này được gọi là cụm sắt đuôi én. Về công dụng của nó thì sách đưa ra nhiều phỏng đoán khác nhau. Một là chúng dùng làm cọc cố định thân tàu, giống như một mã neo. Tuy nhiên thì lại có nhiều nghi vấn, nó quá nặng để một người có thể chèo thuyền và đưa ra bờ sông. Lại có ý kiến cho rằng có thể luồn gỗ vào lỗ cùm sắt để làm hàng rào chắn sóng. Tuy nhiên thì người ta chỉ phát hiện ra vài khối như thế này. Nếu làm rào chắn sóng thì không thể ngắn như vậy được. Điều này dường như cũng không thực tế. Trùng hợp là trong cuốn Du Hoạn Kỷ Văn của Trương Thế Nam thời Tống cũng có nhắc tới một sự việc. Vào một ngày nọ thì cháu trai Trương Thế Nam nói với ông rằng một ngư dân tới từ Giặc Dương, Giang Tây. Ông này đã từng nhảy xuống nước ở một nơi gọi là Đào Hoa và phát hiện ra một thứ kỳ lạ, dài 8 thước, rộng 4 thước, nặng chừng hơn 400 cân. Hai bên đầu trông giống đuôi én, ở giữa có hốc mắt, có hai hốc tròn và hai hốc bán nguyệt. Người ngư dân nghĩ rằng đó có thể là một bảo vật. Vì vậy mà ông ta đã cố gắng đưa nó về huyện. Kết quả là đã gây ra một hiện tượng kỳ lạ, nó bắt đầu bốc cháy. Sau đó ông ta đã liền nhanh chóng mang nó trở lại về Đào Hoa, nhưng nó lại bốc cháy. Một thanh sắt lại tự có thể bốc cháy sao? Cuối cùng thì ông đem nó tới điện thờ và không thấy xảy ra hiện tượng gì nữa. Mọi người đều rất ngạc nhiên, không biết nó là vật gì, nhưng biết chắc nó là một vật linh thiêng. Tỉnh Giang Tây và Hồ Nam nằm liền kề nhau đều có phát hiện ra cụm sắt đuôi én này. Ở hai tỉnh này cũng lưu truyền về truyền thuyết Giao Long và một vị chân nhân đạo gia tên Hứa Tốn chém rồng trừ họ. Họ cho rằng đây chính là vật mà vị đạo gia đó tạo ra để trấn giữ Giao Long. Vậy thì Giao Long là gì? Chắc hẳn mọi người đã biết rất rõ về loài rồng. Trong nhân gian cho rằng rồng bay lên trời vào ngày xuân phân và lặn xuống vực sâu vào ngày thu phân. Trên đầu rồng có một thứ gọi là xích mộc, nhân gian hay gọi là sừng rồng. Rồng không có sừng thì không thể bay, và Giao Long là thứ cấp của rồng. Giao Long không có sừng nên không thể bay lên trời như một con rồng thực sự. Vì vậy đành ở lại nhân gian và sống dưới nước. Tuy nhiên thì tính tình Giao Long lại thô bạo và hung dữ nên thường gây họa cho người dân. Nó thích ăn thịt chim én nướng nhưng lại rất sợ sắt. Vì vậy mà ngày xưa đạo gia Hứa Tốn đã cho đúc những khối sắt hình đuôi én này hồng trấn giữ Giao Long. Truyền thuyết dân gian cũng cho rằng Giao Long vẫn có cơ hội biến thành rồng, thường gọi là tảo giao. Chúng cần phải bơi từ sông ra biển trong trời giông mưa bão, nhảy lên 9 tầng mây, vượt qua kiếp nạn thì có thể hóa rồng. Tuy nhiên người ta cũng nói rằng Giao Long thường mang theo 3 thước sóng, trên đường đi sẽ cuộn hàng ngàn lớp sóng lớn, dễ gây vỡ đê, gây lũ lụt cho con người. Thế nên mọi người mới tìm cách để kiểm soát chúng. Vậy thì phải chăng báu vật trấn giữ thủy quái ở hồ Động Đình đã bắt đầu vô tác dụng? Rồi, và đó là những câu chuyện mà mình đã tổng hợp liên quan đến hồ Động Đình, hồ nước ngọt lớn thứ hai của Trung Quốc. Còn việc nó có liên quan đến việc vỡ đê hay không? Câu trả lời này mình sẽ để lại cho mọi người. Hãy comment dưới phần bình luận nhé. Giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.